Nếu các bạn đi du lịch đến Vũng Tàu thì đừng quên ghé thăm quán bánh bông lan trứng muối gốc Cột Điện. Như các bạn có thể thấy ở đây mọi người xếp hàng rất là đông. Và đây là quy trình mà làm ra một chiếc bánh bông lan trứng muối. Ở đây là những người làm bếp thì họ rất là điêu luyện các bạn có thể thấy. Thì những cái khuôn bánh thì được đặt than ở trên để cho nó tăng thêm độ nóng. Bên dưới thì cũng có một phần than nữa. Cả trên và cả dưới gộp lại với nhau tạo thêm cái độ nóng để cho cái bánh nó có thể là chín đều hơn. Còn bây giờ thì những người làm bếp thì để lên trứng muối nè. Thì các bạn có thể thấy đó. Thì bình thường không có trứng muối thì nó sẽ có vị phô mai. Mà khi mà có trứng muối vô thì nó sẽ thành một cái vị khác và giá có thể cao hơn một xíu. Trong khoảng 1 đến 2 phút thì cái chiếc bánh bông lan này nó sẽ chín đó các bạn.